chương 6 cho đến 10 niệm. Tiết mục Ý nghĩa của cho đến 10 niệm. Bốn chữ cho đến 10 niệm này tôi sẽ phân làm 8 điểm lớn để giải thích. Một Ý nghĩa của chữ niệm. Chữ niệm trong kinh điển Phật giáo có năm hàm nghĩa. Một là nhớ rõ không quên. Hai là nghĩ nhớ. Ba là là quán niệm, quán tưởng. Bốn là xương niệm. Năm là thời gian. 1.1. Một một, nghĩa nhớ rõ không quên trong câu xá luận quyển 4, Bồ Tát Thiên Thân nói: Niệm đối với sở duyên, nhớ rõ không quên. Trong di thuyết luận, đại sư quyền trang dịch, quyển 3 nói: Đối với cảnh từng cảm nhận, luôn nhớ rõ ràng di thức luận nguyễn năm nói thế nào là niệm đối với cảnh từng tiếp xúc quân tập khiến cho tâm nhớ rõ không quên đó là tự tánh của niệm từ ba đoạn giải thích này chúng ta có thể hiểu ý nghĩa của niệm ở đây là nhớ rõ không quên những gì chúng ta từng thấy nghe nhận biết qua cũng tức là những gì thấy được nghe được biết được tồn tại trong não ấn tượng rất sâu ghi nhớ rất rõ ràng, không quên mất. Đây chính là nhớ rõ không quên. 1.2. Nghĩa tưởng niệm Tưởng niệm còn được gọi là ức niệm hoặc tâm niệm. Câu xá luận quyển 1 nói Có thể lấy tướng làm thể, tức là có thể chấp thủ các tướng xanh, vàng, dài, ngắn, nam, nữ, quán thân, khổ vui. Duy Thức Luận Nguyễn Ba nói Tưởng đối với cảnh lấy tướng làm tánh Nếu chỉ nói đơn giản như thế thôi Thì quý vị có thể sẽ không hiểu rõ Nhưng thật ra nó rất dễ hiểu Cũng chính là nói Ý nghĩa khác của niệm chính là tưởng niệm Tưởng niệm những gì trong quá khứ, hiện tại, vị lai Tưởng niệm những gì đã thấy, đã nghe, đã cảm nhận là xanh vàng đỏ trắng trên khuôn mặt cũng tốt dài ngắn vuông tròn trên vật thể cũng không sao hoặc nam nữ đẹp xấu thậm chí hồi tưởng những người ân ái hay cừu thù với chúng ta cho đến tưởng tượng những niềm vui nỗi khổ đó là tưởng niệm phạm vi của tưởng niệm rất lớn nói theo thời gian là từ xưa đến nay nói theo không gian là trên khắp trời xanh dưới thấu suối vàng có thể nói dọc khắp ba thời ngang khắp mười phương muốn nghĩ như thế nào thì như thế đó đây chính là tưởng niệm và trong lòng lặng lẽ niệm sáu chữ hồng danh nam mô a di đà phật cũng chính là niệm trong tưởng niệm 1.3 nghĩa của quán niệm quán tưởng quán niệm quán tưởng là chuyên chú không tán loạn nhiếp tâm chú ý tập trung ý thức tâm ý để tư duy về bản thể của phật hoặc nội dung của phật cho đến giống như 13 pháp quán được nói trong kinh quán vô lượng thọ chuyên chú quán tưởng mặt trời pháp quán thứ nhất cho đến quán tưởng thân phật pháp quán thứ chín quán sát tạp tưởng quán pháp thứ 13 đây gọi là quán phật tam mùi Niệm cũng có nghĩa là quán niệm, quán tưởng. 1.4. Nghĩa của xưng niệm. Xưng niệm là dùng khẩu nghiệp phát ra âm thanh niệm Phật. Kinh Quán vô lượng thọ nói: "Chí tâm khiến cho âm thanh không dứt, đầy đủ 10 niệm. Xưng Nam mô A Di Đà Phật." Tác phẩm An lạc tập trích dẫn kinh Duy vô ta Mùi nói: tai nghe âm thanh niệm Phật. Có thể thấy chữ niệm này là có âm thanh. Âm thanh niệm Phật trong vị hành phẩm Bồ Tát Long Thọ nói Niệm tôi xưng danh tôi. Trong Bác Chu Tán, Đại sư Thiện Đạo nói Niệm niệm xưng danh thường sám hối, một tiếng xưng niệm tội đều tiêu. Ở đây đều thuyết minh niệm chính là xưng. Trong tác phẩm Tuyển Trạch Tập Pháp Viên Thượng Nhân nói Niệm chính là sưng, niệm và sưng là một Lại nói, sưng danh niệm Phật là hành bản nguyện của Phật kia Cho nên người tu nương vào nguyện của Phật kia thì chắc chắn được giảng sanh Nói theo điểm này, niệm trong câu cho đến 10 niệm Chính là chỉ cho chữ niệm trong sưng danh niệm Phật Nghĩa của thời gian Chỉ thời gian rất ngắn Trong kinh luận Thường thường để hình dung Thời gian ngắn nhất Đều gọi là niệm Có người cho rằng Một sát na là một niệm Có người cho là Sáu mươi sát na Hoặc chín mươi sát na Là một niệm Hai Niệm tức là sưng Niệm trong cho đến mười niệm tức là xưng nghĩa của xưng niệm 2.1 không phải bốn loại niệm phật niệm trong cho đến mười niệm trong các phương pháp niệm phật vừa chẳng phải thật tướng niệm phật cũng chẳng phải niệm phật quán tưởng quán tưởng cũng không phải niệm phật tưởng niệm mà chính là xưng danh niệm phật từ xưa đến nay người ta giải thích niệm phật có bốn loại như sau. 2.1.1. Thật tướng niệm Phật nói thật tướng niệm Phật là chứng ngộ được Phật tánh chân như thật tướng. Đời nhất nghĩa không. Rồi sao an tâm trong cảnh giới đó? Loại niệm Phật này được gọi là thật tướng niệm Phật. Thông thường nhắc đến từ tánh di đà, duy tâm tịnh độ là thuộc về phạm vi của thật tướng niệm Phật. 2.1.2 Quán tưởng niệm Phật Chính là chuyên chú tâm ý cho đến nhập định Như Pháp Quán thứ 9 trong Kinh Quán Vô Lường Thọ giải thích Tâm chuyên chú quán tưởng thân Phật Thân của Phật A-di-đà lớn như thế nào? Kinh nói Lớn 60 dạng ức na do tha hằng hà sa do tuần Do tuần có tiểu do tuần, trung do tuần, đại do tuần tiểu do tuần là 40 dặm, trung do tuần 60 dặm, đại do tuần 80 dặm. Ấn Độ có sông Hằng, rộng 40 dặm, hai bờ sông cát rất mịn, một hạt là một do tuần. Tất cả số cát sông Hằng là bao nhiêu? Mỗi hằng hà sa đại diện cho 60 vạn ức. Cộng tất cả hằng hà sa lại, dùng đây để hình dung thân to lớn của Phật sáu mươi vạn ức vốn dĩ vẫn là con số có thể tính đếm na do tha là con số không thể tưởng tượng được ở đây đại biểu cho cái gì đại biểu cho thân của phật a di đà trải khắp hư không giới hư không lớn chừng nào thì thân của phật a di đà lớn chừng đó quán tưởng ở đây chính là quán tưởng thân phật như vậy đương nhiên căn cơ của hàng phạm phu chúng ta không thể làm được 2.1.3. Quán tượng niệm Phật. Quán tượng niệm Phật được nói ở pháp quán thứ 13 trong kinh Quán vô lượng thọ. Quán tưởng Phật A Di Đà thân nhỏ, nhỏ chừng nào? Cao trường 6 hoặc cao 8 thước, hoặc với độ cao và hình trạng của tượng Phật mà chúng ta đang thờ trong Phật đường. Loại này được gọi là niệm Phật quán tượng. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói Phật A-di-đà có thần thông như ý Biến hiện tự tại ở cõi nước mười phương Hoặc hiện thân lớn đầy khắp hư không Hoặc hiện thân nhỏ trường sáu hoặc tám thước Nghĩa là Phật A-di-đà thần thông quảng đại Ngài có thể tùy ý tự tại ở khắp thế giới mười phương Trong vũ trụ bao la Muốn hiện thân lớn đầy khắp hư không cũng có thể được Muốn hiện thân trường sáu tám thước đến bảy thước một thước một tấc đều có thể tùy ý tự tại nói quán tưởng hoặc niệm phật quán tưởng chính là loại niệm phật này 2.1.4 niệm phật tưởng niệm tưởng niệm vừa không phải là thật tướng cũng không phải là quán tưởng cũng không phải là quán tưởng mà dùng tâm tán loạn của chúng ta để tưởng tượng công đức từ bi của phật hoặc là sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, tức là dùng ý nghiệp mà niệm Phật. Hành vi của chúng ta có ba loại. Một là ý nghiệp, hai là khẩu nghiệp, ba là thân nghiệp. Niệm Phật quán niệm này là ý nghiệp. Nhưng chữ niệm trong cho đến mười niệm vừa không phải là thật tướng niệm Phật, cũng không phải là niệm Phật quán tưởng, quán tượng, đồng thời cũng không phải niệm Phật lấy tưởng niệm làm chính mà lấy xưng danh niệm Phật làm chính. 2.2 Kinh chứng của việc xưng niệm Có kinh làm chứng, có các bậc tổ đức truyền thừa, chữ niệm trong cho đến 10 niệm này cần giải thích như thế nào mới khế lý khế cơ, công bằng ổn thỏa để khỏi sai lệch. Phạm muốn giải thích ý nghĩa kinh điển ắt phải dựa vào lời của Phật cho đến sự truyền thừa của các bậc tổ sư. Đồng thời dựa vào ý nghĩa, không dựa vào ngôn từ. Nếu không như vậy, sẽ đương kinh giải nghĩa, quan ba thời Phật. Sau đây sẽ dẫn lời Phật, lời tổ để giải thích. Kinh chứng là dùng chính bộ kinh, 11 đoạn kinh văn để làm căn cứ, cho đến 10 niệm là lấy xưng danh niệm Phật làm chính. 2.2.1 Căn cứ theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Hạ Phẩm Hạ Sanh nói Chí tâm như thế làm cho âm thanh không dứt, đầy đủ 10 niệm xưng Nam Mô A Di Đà Phật. 2.2.2 Căn cứ theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phần Lưu Thông nói Phật bảo A à Nang Ông hãy khéo thọ trì lời này, thọ trì lời này, tức là thọ trì danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ. 2.2.3 Căn cứ theo nghe danh hiệu Ngài của Văn Thành Tựu Nguyện thứ 18. 2.2.4 Căn cứ theo người xưng danh hiệu tôi trong Nguyện thứ 17. 2.2.5 Căn cứ theo Kinh Đại A-di-đà nói, nghe danh từ tôi. 2.2.6 Căn cứ theo Kinh Bình Đảng Giác nói, nghe danh hiệu tôi. 2.2.7 Căn cứ theo Hội Như Lai nói, nghe tên tôi rồi. 2.2.8 Căn cứ theo Kinh Trang Nghiêm nói, niệm danh hiệu tôi. 2.2.9 Căn cứ theo Kinh Bác Chu Ta Muội nói Muốn sanh nước tôi phải niệm danh hiệu tôi. 2.2.10 Căn cứ theo Kinh Văn Thù Bát Nhã nói Không giữ tướng mạo, chuyên xưng danh hiệu Phật. 2.2.11 Căn cứ theo Kinh Cổ Âm Dương nói Thọ trì danh hiệu Đức Phật kia, tâm vững chắc, ghi nhớ không quên. Từ chính bộ Kinh, 11 đoạn trích này đều nói rất rõ ràng. Đọc qua hiểu liền chữ niệm trong cho đến mười niệm chỉ cho xưng danh niệm phật đoạn kinh văn rõ ràng nhất được trích dẫn ở đây xuất phát từ kinh quán vô lượng thọ nói làm cho âm thanh không đức đầy đủ mười niệm xưng nam mô a di đà phật bởi thế rõ ràng mười niệm tức là chỉ cho xưng danh nếu không phải là xưng danh người đó chắc chắn đọa địa ngục nếu so sánh câu kinh văn này và nguyện thứ 18 thì rất rõ ràng. Hiểu được chí tâm tinh ưa, muốn sanh nước tôi cho đến 10 niệm trong nguyện thứ 18. Chính là điều mà kinh quán vô lượng thọ nói. Chí tâm khiến cho âm thanh không dứt, đầy đủ 10 niệm xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện thứ 18 có hai chữ chí tâm. Đoạn kinh văn trong kinh quán vô lượng thọ cũng có hai chữ chí tâm. Nguyện thứ 18 có hai chữ mười niệm. Kinh văn của kinh Quán vô lượng thọ cũng có hai chữ mười niệm. Như thế, sau mười niệm lại có xưng Nam mô A Di Đà Phật, cho thấy rõ cho đến mười niệm trong nguyện thứ 18 chính là xưng niệm Nam mô A Di Đà Phật. 2.3 mười sự gợi mở về xưng niệm ở hạ phẩm hạ sanh đoạn kinh văn này trong kinh quán vô lượng thọ có thể là sự giải thích tóm tắt về ba câu văn nguyện của nguyện thứ mười tám nó có thể cung cấp cho chúng ta sự khởi phát để chúng ta hiểu được hàm nghĩa của việc niệm phật hiện nay chúng ta hiểu toàn diện đoạn kinh văn hạ phẩm hạ sanh trong kinh quán vô lượng thọ hiểu rõ chúng sanh mười phương được nói trong nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà, chủ yếu là lấy chúng sanh nào làm tiêu chuẩn, đồng thời hiểu được hàm nghĩa cho đến 10 niệm. Bây giờ chúng ta đọc đoạn kinh văn này. Kinh văn Hạ phẩm Hạ sanh trong kinh Quán vô lượng thọ nói: "Hoặc có chúng sanh tạo nghiệp bất thiện, ngũ nghịch thập ác, đủ các điều bất thiện, người ngu như thế, vì ác nghiệp nên phải đọa vào đường ác, trải qua nhiều kiếp, chịu khổ vô cùng. Người ngu như thế, lúc lâm chung, gặp được thiền tri thức, được nhiều an ủi, nói nhiều pháp, dạy cho niệm Phật. Người đó bị khổ bức bách, không kịp niệm Phật. Thiện hữu bảo rằng, nếu ông không thể niệm Đức Phật kia, nên xưng Phật vô lượng thọ. Chí tâm như thế, khiến cho âm thanh không dứt, đầy đủ mười niệm, xưng Nam Mô A Di Đà Phật vì xương danh hiệu của Phật trong mỗi một niệm trừ 80 ức kiếp tội sinh tử. Ở đây nói, có một người suốt đời tạo nhiều nghiệp ác, ngũ nghịch thập ác, làm tất cả nghiệp bất thiện, cả đời chưa từng làm được điều thiện nào cả. Giống như người ngu si tạo ác, do anh ta tạo ác nên khi lâm chung phải đọa vào đường ác, trải qua nhiều kiếp chịu khổ vô cùng vô tận. Người ác như thế, lúc sắp mạng chung nếu không có thiện hữu tri thức thì lập tức đọa vào địa ngục. may thay anh ta gặp được thiện tri thức, suốt đời làm ác nhưng lúc đâm chung gặp được thiện tri thức không những không bị đọa mà còn có thể thoát khỏi ba cõi sáu đường trực tiếp giảng sanh về thế giới cực lạc. như vậy ác hẳn đời trước anh ta đã tích lũy thiện căn phước đức có duyên với phật A Di Đà người bình thường không dễ gì gặp được có thể nói trong nghìn trăm dạng người khó có một người có phước báo như thế người này lúc lâm chung gặp được thiền tri thức thiền tri thức an ủi và tuyên nói pháp di diệu tức là pháp không thể nghĩ bạn trong tất cả phật pháp có thể nói pháp không thể nghĩ bạn chính là sự cứu độ của phật a di đà bởi thế giảng nói sự cứu độ của phật a di đà cho anh ta an ủi anh ta dạy anh ta niệm phật niệm phật ở đây chỉ cho niệm phật thuộc tâm niệm cũng chính là niệm phật thuộc ý nghiệp không phải xưng danh niệm phật thuộc khẩu nghiệp nhưng người này vô cùng đau khổ căn bản là không có rảnh rỗi dùng tâm để tưởng phật niệm phật thiền tri thức hiểu tình cảnh của anh ta liền nói dứt khoát rằng nếu bạn không thể dùng tâm niệm phật thì miệng xưng Phật vô lượng thọ. Phật vô lượng thọ chính là Phật A Di Đà. Chí tập như thế khiến cho âm thanh không dứt đầy đủ mười niệm. Xưng Nam Mô A Di Đà Phật cũng chính là nói khẩn thiết phát ra âm thanh như vậy. Mỗi niệm mỗi niệm kêu gọi Nam Mô A Di Đà Phật. Do xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi niệm mỗi niệm đều tiêu trừ tám ức kiếp tội nặng sanh tử lập tức qua sen xuất hiện anh ta ngồi trên tòa sen trong khoảnh khắc giảng sanh về thế giới cực lạc đoạn kinh văn này có thể cho chúng ta nhiều gợi mở ở đây nêu ra 10 điểm 2.3.1 cho đến 10 niệm là xưng danh niệm phật cho đến 10 niệm là nguyện thứ 18, tức là xưng danh niệm phật phần trước đã bàn qua rồi 2.3.2 Miệng sưng hơn tâm niệm Người này bị lửa địa ngục thiêu đốt trước mặt. Trong lòng anh ta hoảng loạn và sợ hãi. Lúc này muốn anh ta quay đầu làm thiện tích đức, học Phật tu hành, lại sám, đọc kinh, ngồi thiền. Anh ta không có thời gian để thực hiện những việc này. Đồng thời, đối với tâm anh ta, cũng không thể an tĩnh suy tư về công đức từ bi cứu độ của Phật A-di-đà là nội dung cứu độ cũng không thể dùng tâm thảnh thơi để niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Giống gì đây? Lúc nguy cấp, thất thanh kêu gào Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nhờ âm thanh này, lập tức mỗi niệm mỗi niệm tiêu trừ tội sinh tử, lập tức qua sen xuất hiện. Như vậy cho thấy phương pháp này dễ dàng nhất, công đức lại thù thắng nhất. Ấy chính là sơn danh niệm Phật xưng danh niệm phật hơn cả tâm niệm niệm phật bởi vì tâm niệm niệm phật không phổ biến mà miệng xưng niệm phật rất phổ biến tâm niệm niệm phật lúc lâm chung hoảng loạn và sợ hãi rất khó khởi niệm được mà khẩu niệm niệm phật lại có thể làm cho mỗi tiếng tiêu trừ tám mươi ức kiếp tội nặng sanh tử đương nhiên ở đây không nói xưng niệm là đúng tâm niệm là sai một người không thể từ sáng đến tối từ tối đến sáng đều liên tục niệm phật ra tiếng lúc tỉnh tọa lúc sắp ngủ lúc vọng khản lặng lẽ niệm phật khẩu sưng mặc niệm có câu nhớ phật niệm phật khẩu sưng mặc niệm đều không rời khỏi danh hiệu di đà sự cứu độ của di đà nhưng lấy sưng danh làm chính giống như chim dẹt không biết ý nghĩa câu danh hiệu con dẹt cũng không biết ý nghĩa Kẻ ngu không biết ý nghĩa, hoặc người lâm chung không biết ý nghĩa, nhưng chỉ cần niệm Phật ra tiếng, liền có thể tiêu trừ tai nạn, tăng phước, sống lâu, giảng sanh. Đây là hoàn toàn nhờ vào khẩu sưng. Nếu tâm niệm thì không có phương tiện này, cho nên mượn sưng niệm Phật hơn hẳn tâm niệm niệm Phật. 2.3.3 Công đức không thể nghĩ bàn, ánh sáng tối tôn đệ nhất. Anh ta không quán tưởng, cũng không tư duy, chỉ dùng tâm quảng loạn niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật là có thể đạt được hiệu quả như thế. Điều này cho thấy không phải là công sức của anh ta, cũng không phải đức hạnh mà anh ta chứa nhớ. Đó hoàn toàn là công năng của câu danh hiệu này. Cũng chính là nói, câu danh hiệu này không rời bản thân Phật A Di Đà. Câu danh hiệu này là công đức và ánh sáng của Phật A Di Đà. Nói về công đức là công đức không thể nghĩ bàn. Kinh A Di Đà, Quyền Trang Dịch nói: Công đức danh hiệu của Phật vô lượng thọ, vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Nói về ánh sáng, ánh sáng tối tôn đệ nhất. Kinh vô lượng thọ nói: Phật vô lượng thọ có quay thần ánh sáng, tối tôn đứng đầu. Ánh sáng chư Phật đều không sánh bằng. Bởi thế, bất luận anh ta biết hay không tin hay không, sạch hay không. Chỉ cần anh ta hiện tại, chẳng cần suy nghĩ, đọc lên câu danh hiệu này, lập tức Phật A-di-đà sẽ ở bên anh ta, ra vào trong miệng anh ta. Đã là công đức, anh ta chỉ cần mở miệng niệm Phật, thì trong tâm sẽ có Phật đức. Đã là ánh sáng, anh ta chỉ cần mở miệng niệm Phật, thì trên thân liền có Phật quang như thế có thể tiêu trừ tội nghiệp giải trừ chướng ngại quan thân trái chủ của anh ta niệm phật nhất định phóng ánh sáng có một pháp sư đến mỹ hoằng pháp sau khi pháp hội kết thúc có một người mỹ giới thiệu bản thân với vị pháp sư và nói anh ta học thần thông cho nên anh ta có một loại thần thông nào đó có thể thấy được tất cả người niệm nam mô a di đà phật trong miệng đều phát ra ánh sáng người thành tâm niệm phật thì ánh sáng phát ra rất lớn lớn đến nỗi có thể bao trùm cả trái đất này người không thành tâm ánh sáng trong miệng chỉ phục phục rất yếu ớt vì thế người mỹ này liền nói tôi thấy được cảnh giới thù thắng này cho nên mới đến học phật trong niệm phật cảm ứng lục tập 1 Có một chương chuyên môn Nêu ra vài câu chuyện Niệm Phật nhất định sẽ phóng ánh sáng để chứng minh Từ những chứng minh này có thể hiểu rằng Chúng ta ở trong Phật đường này thoải mái niệm Phật Ánh sáng mỗi âm thanh Phật hiệu hiện ra Chẳng phải là bao khắp cả trái đất ấy sao? Kinh nói Người niệm Phật thân của ánh sáng chiếu 40 dặm Nghĩa là trên thân người niệm Phật có ánh sáng chiếu xa 40 dặm. Lần đầu tôi xem đoạn này, cảm thấy hiếm có, thật không thể nghĩ bàn. Chỉ cần chúng ta mở miệng niệm Phật, không cần đến những công phu khác, thì sẽ có ánh sáng lớn như vậy, chiếu trên thân chúng ta, cùng ở với chúng ta. Nhưng sau đó lại nghĩ, cảm thấy ánh sáng 40 dặm nhìn rất lớn, nhưng thật ra rất nhỏ. Tại sao? Bởi chúng ta cởi tâm bóng niệm đều bao hàm cả vũ trụ to lớn này. Khởi niệm như thế nào, niệm thiện, niệm ác, bất kỳ niệm nào, lập tức cùng cảm thông với cảnh giới đó trong vũ trụ. Như thế, chúng ta niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài là Phật của ánh sáng, ánh sáng của Ngài chiếu khắp mười phương thế giới, không chỗ nào ngăn ngại. Chúng ta niệm câu Phật hiệu này, chẳng phải tâm chúng ta nương vào sáu chữ danh hiệu mà biến khắp cả vũ trụ đó sao? Vì thế, câu danh hiệu này là ánh sáng. Có thể thấy ánh sáng của tâm chúng ta biến khắp vũ trụ. Cho nên ánh sáng không nằm trong giới hạn 40 dặm. Tôi vừa nói người Mỹ học thần thông ở phần trên. Anh ta nói ánh sáng của người thành khẩn niệm Phật hầu như có thể bao hàm cả trái đất. Thật đúng là quá lý. Thế thì người không chân thành niệm Phật thì ánh sáng của anh ta sẽ nhỏ bé. Cũng như nói, mỗi chú nhật đều có người tham gia siêu độ cùng đến đây niệm Phật. Có gia quyến hoặc dẫn theo trẻ nhỏ, đại khái không hiểu công đức niệm Phật là có thể siêu tiến tổ tiên. Họ cũng ngồi ở đây, cảm thấy rất nhạt nhẽo, nhích tới, nhích lui, miệng không niệm Phật cùng với mọi người, lâu lâu mới mở miệng niệm vài câu mà thôi. Tôi nghĩ họ là người không chân thành niệm Phật. Họ vẫn có ánh sáng, giữa ánh sáng của họ chỉ là phụt phụt. Cho nên điểm thứ ba của đoạn văn hạ phẩm hạ sanh gợi mở là công đức khó lường ánh sáng tôn quý nhất vì thế có thể tiêu trừ tội nghiệp có thể hóa giải chướng ngại quan thân trái chủ mà giảng sanh tịnh độ 2.3.4 chí tâm tức là chí thành tha thiết ở đây nói chí tâm làm cho âm thanh không dứt có nghĩa là có thể nói rất dễ hiểu nghĩa là chí thành tha thiết chúng ta có thể tưởng tượng giống như người chìm nổi trong biển cả anh ta hoặc không biết bơi hoặc biết bơi nhưng thể lực đã cạn kiệt không đủ sức để bơi nữa lập tức bị chìm đã uống nước mà thấy sắp chìm xuống đáy rồi lúc này tâm anh ta sẽ như thế nào là mong mỏi được cứu hy vọng lập tức được cứu vớt chỉ cần cảm thấy có chỗ nào nương tựa thì anh ta sẽ nắm bắt ngay một gốc cây cũng được thậm chí là một bó cỏ cũng được anh ta đều muốn nắm bắt đều muốn nương dựa nhìn xem có thể nương vào gốc cây bó cỏ này mà đến được bờ được giải cứu không trong lòng anh ta rất hoảng loạn sợ hãi cho nên chí tâm ở đây không phải nói trầm lắng tâm xuống để suy nghĩ cặn kẽ hay là lắng tâm lặng lẽ suy nghĩ hay là giận tâm giận khí. Bởi thế, vị thiện tri thức này bảo anh ta, bạn chỉ cần thành khẩn phát ra tiếng Nam Mô A Di Đà Phật thì lập tức có thể được cứu. Đúng lúc, câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có công đức vô lượng vô biên, không thể nghĩ bạn. Không chỉ có thể giải cứu được anh ta, mà còn có thể khiến anh ta lìa sáu đường đến bờ Niết Bạc. Vì vậy, chí tâm có nghĩa là tha thiết. Hai chữ chí tâm có người giải thích rất nhiều, giải thích rất quyền diệu, làm cho người khác khó mà thực hành được. Đó là giải sai kinh văn, bẻ công ý Phật. 2.3.5 10 là số tròn trịa. 10 niệm có nghĩa gì? Bởi vì người lâm chung lúc này trong lòng rất sợ hãi. Anh ta không thể đếm niệm Phật đến tiếng thứ mấy rồi. Cho nên đầy đủ 10 niệm ở đây chính là ý nghĩa cho đến 10 niệm của nguyện thứ 18. Cũng chính là đói đầy đủ cho đến 10 niệm. Bạn niệm không đến 10 tiếng. Chỉ niệm đến 8 tiếng, 9 tiếng cũng được. Nếu thời gian kéo dài, bạn niệm 11 tiếng, 12 tiếng cũng được. Bởi vậy, 10 tiếng ở đây chính là con số tròn trịa. Cũng là mỗi niệm diệt trừ 80 ức kiếp tội nặng sanh tử. Công đức mỗi niệm tròn đầy một niệm trăm nghìn dạng niệm cũng mỗi niệm diệt tội sinh tử mỗi niệm công đức tròn đầy cũng gọi là mười niệm đại sư đàm loan nói mười niệm là nói rõ sự nghiệp thành tựu không cần phải biết con số nghĩa là chỉ cần đạt đến sự nghiệp giảng sanh thành tựu đều gọi là mười niệm chứ không hạn định trên chữ số mười 2.3 chấm mỗi niệm đều trừ tội chính là mỗi niệm mỗi niệm đều đang tiêu trừ tám mươi ức kiếp tội sanh tử nói khác đi tám mươi ức kiếp chính là tội sanh tử tội sanh tử chính là tám mươi ức kiếp nếu chỉ có năm niệm ba niệm cho đến một niệm thì tắt hơi cũng sẽ tiêu trừ tám mươi ức kiếp tội sanh tử nếu sinh mạng kéo dài, niệm được trăm niệm, nghìn niệm cũng tiêu trừ tám mươi ức kiếp tội sinh tử. Đại sư Thiện Đạo nói, Trên suốt một đời đến mười niệm, ba niệm, năm niệm, Phật đến nghinh, chính là di đà hoàng thể nặng, khiến cho phạm phu niệm liền sinh. 2.3.7 Danh hiệu độc dần, xưng danh độc đạt Người ở hạ phẩm hạ sanh tâm hiện tại của anh ta tuy niệm Phật, nhưng bản thân không có công năng của thân khẩu ý. Tại sao vậy? Vì lúc này anh ta bị các khổ dày xéo, tâm hoảng loạn sợ hãi, tâm ý thức vốn không thể niệm Phật. Kinh nói, người đó bị khổ sợ bức bách, không thể niệm Phật. Thế nên, không có công năng của ý nghiệp, đương nhiên thân nghiệp lễ lại lại càng không thể Tuy khẩu nghiệp có xưng niệm theo thiền tri thức, nhưng ba nghiệp lấy ý nghiệp làm chính. Đã không có công năng của ý nghiệp, thì khẩu nghiệp cũng chỉ là như con dẹt học nói. Đơn thuần chất phát. Trong tâm hiện tại của anh ta hỗn loạn, những gì thiền tri thức nói anh ta không thể hiểu rõ. Cho nên, anh ta không có công năng của ý nghiệp. Đã không có công năng của ý nghiệp, thế thì sẽ không có công năng của nhĩ căn nghe rõ ràng cùng với thiền tri thức niệm nam mô a di đà phật thiền tri thức niệm một tiếng anh ta niệm thêm một tiếng anh ta cũng chẳng hiểu anh ta đang niệm cái gì cho nên đối với anh ta thân thẩu ý đều không có tác dụng tuy xưng danh nhưng hoàn toàn không lấy công năng công đức công phu của thân khẩu ý để đạt được hiệu quả tiêu trừ tám mươi ức kiếp tội sinh tử mà hoàn toàn nhờ vào công năng của sáu chữ danh hiệu cũng chính là bản thân sáu chữ danh hiệu có thể tiêu trừ 80 ức kiếp tội sinh tử. Cái mà có thể khiến cho chúng ta lìa xa ba cõi sáu đường, giảng sanh cực lạc thành Phật, chính là câu danh hiệu này. Bất luận chúng ta dùng tâm ý như thế nào để niệm câu danh hiệu này đều có thể giảng sanh thế giới cực lạc. Dùng câu quên công ba nghiệp, danh hiệu độc dần, xưng danh độc đạt này để chỉ ra người học pháp môn tịnh độ bất luận là có học vấn đi sâu vào kinh tạng thông đạt nghĩa lý hoặc một chữ không thông chẳng hiểu gì về nghĩa lý cũng được cần biết rằng muốn sanh cực lạc chỉ cần xưng danh cho nên biết và không biết tin và không tin đều trở về nhất hướng chuyên xưng danh hiệu phật a di đà